Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, sáng nay gần 19.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 với môn Toán, môn thi cuối cùng của kỳ thi với thời gian làm bài 120 phút. Ngay từ rất sớm, tại các hội đồng coi thi trên địa bàn tỉnh, các thí sinh đã có mặt đông đủ với tâm thế phấn khởi, tự tin. Nhiều thí sinh vẫn tranh thủ ôn lại các kiến thức đã được học ngày trước giờ thi để vững tin hơn khi bước vào kỳ thi. Đúng 8 giờ, đồng loạt các hội đồng thi phát đề cho thí sinh. 8 giờ 5 phút, các thí sinh bắt đầu làm bài thi môn toán trong thời gian 120 phút. Với các học sinh không dự thi trung học phổ thông chuyên, thì đây sẽ là môn thi cuối cùng. Ghi nhận tại các điểm trường trong ngày thi thứ hai, lực lượng cảnh sát giao thông và các đội tình nguyện viên đã có mặt trên khắp các ngã đường và trực tại các điểm thi để đảm bảo công tác phân luồng, chỉ dẫn, đảm bảo an toàn giao thông, hỗ trợ thí sinh tham gia dự thi một cách thuận lợi nhất. Các thí sinh đều thực hiện nghiêm túc các quy chế thi, nỗ lực hết mình để có kết quả tốt nhất. Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên tổ chức lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em. Tại lễ phát động, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Phúc Yên yêu cầu các cấp, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về trách nhiệm bảo vệ trẻ em, tạo mọi điều kiện tốt nhất, đáp ứng nhu cầu và các quyền cơ bản của trẻ em, ngăn chặn và đẩy lùi các nguy cơ xâm hại trẻ em, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và tổ chức các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí bổ ích dành cho trẻ em trong dịp hè. Chung tay đóng góp nguồn lực hỗ trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo cho các em niềm vui, cuộc sống hạnh phúc và tương lai tươi sáng. Công an tỉnh đã tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành cho các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong lực lượng công an tỉnh trực tiếp thực hiện công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở. Hội nghị quán triệt các nội dung cơ bản của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, Nghị định số 40 ngày 16 tháng 4 năm 2024 của Chính phủ, Thông tư số 14 ngày 22 tháng 4 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Hội nghị tập huấn đã giúp cho cán bộ chiến sĩ trong lực lượng công an tỉnh nắm rõ các nội dung của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành. Từ đó, vận dụng hiệu quả vào công tác và tập trung tuyên truyền sâu rộng để nhân dân nắm rõ mục đích, tầm quan trọng của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Bảo hiểm xã hội huyện Sông Lô phối hợp với Bưu điện huyện tổ chức lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia tự nguyện bảo hiểm y tế gia đình. Tính đến hết tháng 4 năm 2023, toàn huyện Sông Lô đã có trên 45,39% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội, 95,04% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, đã có trên 2.270 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm khoảng 5,14% lực lượng lao động và 27.130 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình được giao trong năm 2024, Bảo hiểm xã hội huyện Sông Lô đặt mục tiêu trong ngày lễ ra quân lần này phát triển tối thiểu 50 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 50 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thưa quý vị và các bạn, tiếp nối truyền thống cách mạng của thế hệ cha ông đi trước, tuổi trẻ Vĩnh Phúc hôm nay đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, cống hiến sức trẻ, lòng nhiệt huyết, tích cực tham gia các phong trào thi đua bằng những phần việc cụ thể, thiết thực, từ đó góp phần quan trọng trong công cuộc đổi mới, xây dựng quê hương giàu mạnh, phồn vinh. Tuổi trẻ Vĩnh Phúc đã tích cực tham gia các hoạt động phong trào vì cuộc sống cộng đồng, nhất là phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Hàng năm, các cấp bộ đoàn đều triển khai các đợt tình nguyện cao điểm, thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ như Xuân tình nguyện, Hành trình trái tim xanh Vĩnh Phúc, Tình nguyện mùa đông, Tháng thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2024 tập trung vào các tháng cao điểm từ tháng 6 cho đến hết tháng 8 năm 2024 địa bàn trọng tâm thì các hoạt động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè chúng tôi tập trung ở huyện Sông Lô, huyện Lập Thạch,
huyện Tam Đảo và các xã khó khăn, các xã mà có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Ngay từ đầu năm 2024, tỉnh đoàn Vĩnh Phúc đã tăng cường vận động đoàn viên thanh niên khởi nghiệp sáng tạo, tham gia vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm nhận xây dựng các công trình thanh niên và các dự án mang tính cộng đồng, phấn đấu có nhiều đoàn viên thanh niên tham gia đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh theo hướng sản xuất hàng hóa, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn. Trọng tâm là nâng cao chất lượng cơ sở đoàn, huy động mọi nguồn lực xã hội để tổ chức các hoạt động khám, chữa bệnh miễn phí, tặng quà cho hộ nghèo, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tặng quần áo, sách vở, đồ dùng, góc học tập cho trẻ em nghèo, hỗ trợ xây nhà nhân ái, xây dựng lớp học yêu thương, thư viện ở các vùng khó khăn. Chương trình trao tặng xe đạp và tu sửa không gian thư viện tại trường tiểu học, trung học cơ sở Nhạo Sơn ngày hôm nay đúng với tên gọi ươm mầm tương lai. Chúng tôi hy vọng đã gieo được những hạt mầm tốt đẹp sẽ cho ra trái ngọt về sau. Sự kiện cũng là khởi đầu để UDBank Việt Nam nói chung và UDBank Vĩnh Phúc nói riêng sẽ tiếp tục chung tay vì sứ mệnh giúp đỡ nhiều hơn nữa các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kiến tạo tương lai tươi sáng cho tỉnh Vĩnh Phúc. Những việc làm thiết thực của đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã nối tiếp truyền thống cách mạng của cha anh, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc phát huy sức trẻ, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, đơn vị, góp phần thúc đẩy sự phát triển và đổi mới của tỉnh trong thời kỳ hội nhập. Bên cạnh việc phát triển các loại hình thương mại hiện đại, hiện nay huyện Yên Lạc cũng đang duy trì phát triển các chợ truyền thống tại các địa phương và qua kênh phân phối này, hàng hóa thực phẩm chiếm phần lớn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Chính vì vậy, việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm là mối quan tâm lớn của cơ quan chức năng và người tiêu dùng. Tại chợ thị trấn Tam Hồng, huyện Yên Lạc, có gần 300 hộ kinh doanh các mặt hàng thực phẩm tươi sống và thực phẩm chín. Mặc dù điều kiện cơ sở vật chất của chợ còn nhiều hạn chế, nhưng Ban Quản lý chợ đã tổ chức phân khu thực phẩm sống chín riêng biệt. Các tiểu thương tại chợ cũng có ý thức trong việc đảm bảo các điều kiện cần thiết trong giữ vệ sinh an toàn thực phẩm. Nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân và gia đình, nhiều người dân khi đi chợ truyền thống cũng đã trang bị các kiến thức, kinh nghiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm trước khi mua hàng hóa. Nếu mà mua thịt hoặc mua rau thì mình đi lần đầu tiên mình đến mua chỗ nào đấy, vừa thứ nhất là mình con mắt mình nhìn rau cỏ ngon, tươi. Với lại giá cả sẽ hợp lý, thì mình mua thì mình sẽ làm thành khách quen đến mua nhiều lần ở đấy. Trong bối cảnh hiện nay, vấn đề an toàn thực phẩm luôn là mối lo hàng đầu của người tiêu dùng. Về việc này, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Tam Hồng hết sức quan tâm và tăng cường các biện pháp quản lý. Đảng ủy Ủy ban cũng đã chỉ đạo trực tiếp cho trạm y tế phối hợp cùng với công an thành lập những tổ thường xuyên kiểm tra đối với các hộ tiểu thương buôn bán hàng ăn thực phẩm trên địa bàn thị trấn để không xảy ra cái tình trạng vi phạm an toàn thực phẩm trên địa bàn thị trấn. Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, thời gian qua, các cơ quan chức năng của huyện Yên Lạc đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn gốc hàng hóa bán ở các chợ truyền thống, nhất là đối với sản phẩm có nguồn gốc từ động vật, rau, củ quả. Qua thanh tra, chưa phát hiện được trường hợp nào vi phạm về nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Tuy nhiên, để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, người tiêu dùng cần tự trang bị cho bản thân những kiến thức cần thiết để nhận biết, mua và sử dụng, bảo quản thực phẩm an toàn. Cần mua, sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, hạn sử dụng, bảo quản thực phẩm đúng cách để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.